Xin chào anh chị ở quý nhà đầu tư đã quay trở lại với channel Ngọc Thiện Invest. Nếu đây là lần đầu tiên mọi người đến kênh của em thì kênh của em chuyên chia sẻ kiến thức về đầu tư chứng khoán Việt, cập nhật tin tức hàng ngày và đưa ra những ý kiến nhất. Mọi người xem video thấy hay thì mình có thể để lại cho em một like, comment và chia sẻ video này dành cho những người thân yêu. Nhớ subscribe kênh để nhận thông báo mới nhất khi em lên video nhé. Thì ngày hôm nay cũng có một cái thông tin rất là hot, đó chính là cái sàn HOSE lại bị lỗi kết nối nên là đầu tư chứng khoán bức xúc. Thì cái vấn đề này xảy ra khi mà hệ thống KRX nó đang dần dần nó chuyển đổi hệ thống ấy anh chị. Thì anh chị có thể thấy ở trên một bài báo ấy cũng rất là nhiều người chia sẻ rằng cái việc mà gì đặt lệnh DGC giá 110.2 mà khi giá xuống 110 vẫn không thể khớp và lỗi khớp lệnh anh chị, nghĩa là có cái giá đấy nhưng mà nó không khớp được lệnh. Thì đây là một cái vấn đề khi mà nâng cấp cái hệ thống của bên KRX, như là nó một phần nó bị như vậy anh chị. Đây thì ở đây thì họ cũng có nói lý do là gì, là sự cố này diễn ra sau khi HOSE có văn bản gửi các công ty chứng khoán về kế hoạch diễn tập chuyển đổi hệ thống lần 1 của hệ thống thông tin KRX. Theo đó thì từ ngày 4 tháng 3 đến ngày 8 tháng 3 thì HOSE sẽ chuyển đổi hệ thống. Thế nên là các công ty chứng khoán chuẩn bị hệ thống chuyển đổi theo lịch trình và thực hiện kiểm tra hệ thống Qt test, có nghĩa là kiểm tra việc chuyển đổi ấy, xem là đã thành công chưa vào ngày 7 tháng 3, nghĩa là ngày mai rồi. Đấy, và từ ngày 11 tháng 3 đến ngày 15 tháng 3 các công ty chứng khoán sẽ thử nghiệm việc nhập lệnh giao dịch. Đấy, thì nói chung là về cái thông tin là như vậy để giúp cho anh chị hiểu là tại sao hôm nay mà nó không khớp được lệnh, và anh chị đặt lệnh là nhiều khi là có giá đấy là nó lại không khớp nhá. Rồi thì hôm nay tổng lượng khối lượng giao dịch nó rơi vào đâu đó 27.000 tỷ đồng, thì chủ yếu là bán đấy anh chị. Hôm nay nhiều nhà đầu tư bị phiên sáng bán, phiên chiều bán, nói chung là bán quá trời bán rồi. Nhưng mà chỉ dành cho những anh chị nào mà gom khu vực cao thì chúng ta mới phải bán thôi, hoặc là người ta gom để người ta cắt lỗ, chứ còn bản thân hiện tại trong nhóm của em thì toàn gom những khu vực thấp thì cứ giữ bình thường thôi anh chị. Đấy, hôm nay có tăng nhiều là SAB này, và S này, Techcombank, Masan, BCM, Vietcombank và LVB. Đấy, giảm nhiều có GVR, VIB, Vinamilk, VHM, HPG, FPT. Nói chung là những cái dòng trụ giảm khá nhiều. Chuyển động của các tổ chức thì chúng ta có gì, chúng ta người ta bán dòng đâu 90 tỷ, nói chung là rất là ít, và gom nhiều VRE này, rồi là STB 55 các thứ này. Đấy, cái này xem tham khảo với anh chị. Tự doanh hôm nay chúng ta phải bán nhiều 389 tỷ ha. Chuyển động của thị trường thì chắc hôm nay là giảm hết rồi. Đấy, hôm nay giảm hết, chỉ có SAB này, bia và đồ uống này, và nước giải khát là xong thôi. Rồi nói chung là chúng ta đi sơ qua về thị trường như vậy. Thì ngày hôm nay ý, thì phiên đánh thì khá là cảm xúc khi mà thị trường mà em dự kiến là nó về khoảng loanh quanh là khu vực biên giới thôi, là đâu đó là một hai bao nhiêu, tính từ chỗ này tính ra đâu đó là khoảng 1266 1267, nhưng mà nó vẫn vượt qua luôn và nó thì nó vẫn giữ ở cái vùng hỗ trợ bên dưới này. Thì theo em đánh giá thì nó vẫn là một trong những cái yếu tố bình thường của thị trường. Đấy, chúng ta không cần phải bán ra khi mà thị trường nó điều chỉnh, chúng ta không cần phải bán ra khi mà thị trường nó có biến động nếu chúng ta gom hàng khu vực thấp. Còn nhiều khi anh chị cứ vào gom khu vực cao. Đấy, ví dụ như anh chị thấy con VIX này sáng nó tăng lên, xong rồi nếu mà anh chị cứ gom vùng nền thì bây giờ cùng lắm âm thôi, nó cũng 1-2% so với thị trường ngày hôm nay là rất ít ha, là một cái yếu tố rất là ít. Và cái anh chị thấy là ví dụ như VHM này, cùng lắm nó về đường EMA 50 xong nó lại bật lên. Đấy, nên là cái quan trọng nhất là anh chị gom hàng đúng, kể cả nó giảm 2-3%, 3-4% thì đó là điều bình thường nha. Nên là trong cái thời điểm hiện tại khi mà thị trường cú rũ, mà đối với em như này thì theo em đánh giá thì nó chỉ là một cú rũ nhẹ nhàng. Giảm bao nhiêu điểm anh chị, tính ra thì nó giảm đâu đó loanh quanh khoảng là 17 điểm thì cho thấy thị trường từ trên đỉnh từ hôm qua nhé, chứ còn nếu mà người tính ra từ ngày hôm nay mà vào đóng cửa thì nó chỉ rơi vào đâu đó có 7,25 điểm thôi, thì sự điều chỉnh đấy là điều bình thường của thị trường, nên là anh chị không cần gì lo lắng. Mà nếu mà nó bật như này thì anh chị có tưởng tượng, anh chị nghĩ sao nếu mà nó rũ một cây như này, sau đó nó hồi phục về đúng cái đường này, đường gáp chỗ này, và nó bắt nó bật dần 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 nó bò lên, thì cái này nó cũng gần như là y chang như vậy đó. Nên là cái mục tiêu target đâu đó là khoảng 1.300 hoặc là 1.290 thì nó là cái mục tiêu mà nó sẽ đi chậm chứ nó không đi nhanh được. Bởi vì cái gì, hiện tại mấy ông bây giờ gom hàng bây giờ gom rất là ít, bởi vì nhìn như này thôi, nhưng mà nhìn thị trường này thôi chưa chắc đã có kiếm ăn đâu em tiệt, chưa chắc đã có kiếm ăn đâu. Ví dụ như anh chị cứ thử vào FPT đúng không, anh chị thử vào FPT mà anh chị đánh không biết đánh, mà anh chị thử đánh theo dạng T cộng đu ở trên này thì bây giờ hàng về là sao, hàng về là lỗ liền đúng không. Đấy, hoặc là ví dụ như là anh chị thấy là nhiều rất nhiều con tăng trưởng, nhưng mà anh chị cứ đu khu vực cao là không không bao giờ có ăn. Đấy,
Thì ví dụ như là VRE các anh chị này, anh chị đu ngay đây để không có ăn, nhìn thì thị trường thì nó dễ vậy thôi. Nhưng mà ai mà không nắm bắt được cái tâm lý của thị trường, tâm lý của gì nhà đầu tư nhỏ lẻ cũng như là tâm lý của gì của các nhà đầu tư và các tổ chức người ta đang đánh như thế nào mình đánh theo ấy, thì luôn luôn bị tâm lý. Và anh chị khi mà anh chị vào anh chị không có target thì tâm lý của anh chị càng bị rối bời. Anh chị cứ thử vào bây giờ vào cái khu vực này mà bây giờ đang còn không biết là chốt lời ở đâu, cắt lỗ ở đâu, xem chả biết xử lý sao được. Lúc đấy chỉ có đi hỏi thôi chứ chả biết xử lý sao được. Nhưng anh chị cứ đu vào ví dụ như PVD này, anh chị cứ đu vào đây này. Thì đến có một ngày sao nó đi thẳng xuống đây là anh chị thì anh chị gom từ đây mà anh chị xuống đây là đang bây hiện tại đang lỗ khoảng 1% nhá, nó đi thẳng xuống đây anh chị lỗ 7-8% này. Đấy. Thì sao thì anh chị sợ thì anh chị cắt, thì anh chị vừa cắt nó lên luôn. Nên theo anh đánh giá thì cái việc này ấy, nó giảm điều chỉnh thì nó anh đúng vào tâm lý nhỏ lẻ và tâm lý gọi là FOMO khu vực cao đấy, để giúp cho anh chị bán hàng ra ở khu vực thấp, có nghĩa là luôn luôn mua cao xong luôn luôn bán thấp. Thế dẫn tới là tài khoản của mình sẽ bị teo tóp. Thì theo bản thân em thì em thấy là cái việc mà điều chỉnh này đều bình thường nên không cần gì phải quá lo lắng. Anh chị ở trong đội nhóm của em thì cũng biết là thường em hỗ trợ cho anh chị gom một khu rất là thấp, ví dụ như con này thì sẽ là gom ở đây. Và chúng ta sẽ cắt lỗ ở đằng sau này này, và chúng ta sẽ chốt lời là sao, là con này thì không có target nhưng ít nhất cũng phải là ba mấy bốn mấy, thì cùng lắm nếu mà thị trường nó xấu quá thì cùng lắm là về hòa bốn thì mình chốt, chứ không bao giờ là đu khu vực trên cao này nhé. Nhiều anh chị cứ thấy là bạn này phím con này phím con kia toàn đu khu vực trên cao mà nhiều room thấy trên cao ngất ngửa rồi cứ phím này cũng chịu, nó phải có một cái yếu tố gì để giúp cho anh chị cân nhắc được đấy là những cái vùng tốt để anh chị gom đấy. Bởi vì nếu mà giả sử như anh chị tính này chị đánh bừa ấy thì không có nói, nhưng mà chúng ta tính là tính theo là nếu mà gom đây thì chốt ở đâu, cắt ở đâu, rồi là đánh ở đâu sao cho nó hợp lý, rồi là nếu mà chúng ta đánh như vậy thì chúng ta biết trước rồi là gì, nếu mà vào chúng ta có khả năng lỗ bao nhiêu và khả năng là được bao nhiêu rồi đấy, như kiểu cái kèo này đấy, khả năng lỗ bao nhiêu, khả năng được bao nhiêu chúng ta phải biết trước rồi. Như là chúng ta có kế hoạch thì khi mà chúng ta gom hàng. Còn đối với phiên ngày mai thì cũng có rất là nhiều con mà anh chị nên lưu ý thiệt. Anh chị nên lưu ý những cái con mà nó đang test lại vùng nền, ví dụ như Novaland hoặc ví dụ như CEO hiện tại nó đang rút râu rất đẹp. Anh chị đừng nhìn hay là trêu xấu ha. Nó đã break qua được thì lần sau nó tăng trưởng rất tốt. Anh chị nhìn thấy mẫu hình của gì? Của KDH đi. Anh chị thấy không? Nó cũng y chang như vậy. Anh chị nhìn mẫu hình của ACB đi. Nó cũng y chang như vậy đây. Nó chẳng qua là nó lớn hay nó nhỏ thôi hay nó như thế nào đó, chứ còn mẫu hình thì nó y chang nhau. Chẳng qua nó lớn hay nó nhỏ hay như nào đó thôi. Ở trên anh chị đây, anh chị thấy ở đây đấy. Thế nên là em mới tự tin em chia sẻ cho anh chị để anh chị có thể gom hàng, chứ còn ví dụ như là chúng ta gom đúng điểm đẹp như vậy mà nó còn lỗ thì thôi chúng ta chịu đúng không, nhưng mà những cái khu vực đẹp mà chúng ta không gom thì sao chúng ta có chỗ đứng. Anh chị thấy bật lên hồi phục về thì anh chị gom đây rất là đẹp, nên là không phải lên đây mà đu muốn chờ hồi phục về đây thì gom rất là đẹp đấy. Thị trường thì anh chị chỉ cần sự kiên nhẫn thôi, chả cần phải gì hết. Ví dụ như con này đâu có break đâu mà tại sao anh chị lại đu ở những cái cây này, đấy là lý do mà anh chị hay thua. Đấy. Anh chị vào ấy, khi mà anh chị vào anh chị chỉ phải đặt cho em ba câu hỏi, tại sao vào điểm này, cắt lỗ ở đâu, chốt lời ở đâu. Đấy. Và khi chúng ta vì xác định được điều này, lỗ chúng ta biết là chúng ta lỗ bao nhiêu rồi, thì chúng ta sẽ đánh nó rất là ok. Cùng lắm lỗ ví dụ như vào chúng ta phải xác định vào đấy kèo đấy có khả năng lỗ luôn, và kèo này ví dụ như lỗ 3-4% này, nếu có chịu được thì phải đánh, chứ còn nếu mà không chịu được nhiệt thì không đánh được. Đó. Nên là nhiều anh chị xem nhiều video của em, hoặc là nhiều anh chị ở trong khoảng nhóm khuyến nghị ấy, xem nhiều video của em thấy là phong cách của em rất là rõ ràng, nên là anh chị không có lo lắng khi thị trường ngày hôm nay đâu có ai nhắn tin cho em nhiều đâu. Hệ thống khách hàng của em bây giờ hiện tại là cũng khoảng 100-200 người, nên là người ta có người này hỏi thì có người kia hỏi bình thường, nhưng bản thân em thấy bây giờ hiện tại trở lên ít rồi, có nghĩa là anh chị ít bị dao động và anh chị hỏi không phải hỏi là bây giờ thoát hàng được không em, cắt lỗ được không em, mà câu hỏi mà khách hàng hay hỏi em là gì, là bây giờ vào con nào. Nghĩa là lúc thị trường giảm thì bây giờ khách hàng của em lại hỏi là bây giờ vào con nào, thì em cũng thấy rất là vui khi mà gì khi mà anh chị có một cái tư duy ngược như vậy, thì ngược theo ngược đám đông, nghĩa là khi mà người ta thoát hết hàng cắt lỗ thì lúc đấy là thời điểm đẹp nhất để anh chị vào. Anh chị nhìn VN-Index này thôi nhé, nhìn xấu xấu này thôi, nhưng mà anh chị vào những khung thời gian nhỏ là nó đang có cái kỳ có việc cơ cấu nó đi lên đó, có việc cơ cấu đi lên rồi tăng trưởng rất là mạnh, nên theo đánh giá thì anh chị vẫn giữ hàng vẫn rất là tốt anh chị ha. Còn ngày mai thì anh chị chú ý ví dụ như là NKG này retest thành công này, đấy, như này retest thành công này anh chị có thể vô này, hoặc là ví dụ như là con này thì không nói, con này hơi xấu đấy, nhưng mà con này thì có khả năng là tăng trưởng được nếu mà gì nếu mà nó phá vỡ qua mô hình trên giặc này đấy. Đây là chân giả trong ngắn hạn thôi đối với khung M15 thôi, còn mấy con này tăng trưởng rồi thì không nói nữa. Em sẽ không nói những con nào tăng trưởng rồi
nói con nào mà có khả năng tăng trưởng trong thời gian tới. Đấy, chị thấy bật có mô hình nên bật lên rất là mạnh ha. Đấy, còn dầu khí thì thôi không nói, đầu tư công thì chúng ta có gì, CI vẫn là một con rì sẽ thành công. Nói chung mấy cái dòng này nó lên từ từ nhưng mà một khi nó lên rất là mạnh. Hoặc là ví dụ như chị thấy HHV trong thời gian tới nó break qua rất là ngon. Đấy, chờ break thôi, anh chị nhìn mẫu hình giống như kiểu con gì BID này. Đấy, con BID thời điểm trước đó nó phải tích lũy một thời gian sau bắt đầu nó mới lên được, hoặc là gì, hoặc là nó đi theo sóng, ví dụ như kết thúc trend giảm này. Đấy, bắt đầu nó kết thúc cái trend giảm này, trend giảm này bắt đầu là nó bật lên, nó hồi phục về thì thời điểm này anh chị gom là đẹp nhất. Sau đó nó bật lên rất là mạnh thì chúng ta phải có tính thời điểm chứ không phải là lúc nào chúng ta cũng vào. Ví dụ như con này mà hồi phục về đây thì chúng ta còn tính, chứ còn ví dụ như là đu đu trên cao thế thì có ăn thì có đó nhưng mà nguy hiểm. Nó giống như kiểu là bây giờ anh chị mà vào số tiền lớn mà anh chị cứ gào trên đỉnh thì khả năng anh chị bị thua lỗ là bị cao, còn mấy ông nhỏ lẻ, mấy ông khoảng mấy chục triệu thì nó lại dễ mất thì thôi, nhưng mà những anh chị là vốn lớn ở trong nhóm thì anh chị nên lưu ý là sao, chúng ta phải đánh theo tỷ lệ thế thì cua cho nó hợp lý, chứ chúng ta đánh mà chúng ta đánh bừa, anh chị biết là từ xưa đến giờ thì có ai mà đánh bừa win đâu. Ví dụ BKMX trong thời gian tới có khả năng tăng trưởng tốt đấy, nó break qua rồi anh chị, nó giữ trụ được vùng này thì sau thời gian tới lên rất là ghê ha. Con này thì có một cái trend là trend giảm như này thì khả năng thì nếu mà con này target thì lên được đến đâu đó loanh quanh khu vực này, khu vực này là hợp lý. Từ giờ từ đây lên mà cũng bao nhiêu phần trăm, lên cũng đâu đó khoảng 15%, cắt thì chắc cũng khoảng 5%, tuy nhiên chúng ta phải có cái việc cắt lỗ 5% đó thì tâm đó. Rồi còn rất nhiều con thì em có thể chia sẻ với anh chị ở trong nhóm kín nghị sau. Nếu mà anh chị cảm thấy là những video này hữu ích thì anh chị có thể để lại trên group like, comment và chia sẻ video này cho những người thân yêu. Và nhớ vào ngày 21 tháng 3 thì chúng ta có một buổi khóa học 10 buổi, bắt đầu từ những kiến thức nhỏ nhất cho đến những kiến thức mà giúp cho anh chị có thể tự phân tích thị trường. Thì ngày hôm qua thì em cũng có chia sẻ với mọi người về cái danh sách, thì về cái danh sách những cái bài học rồi thì việc của anh chị chỉ cần vào đăng ký ở những cái phần link ở bên dưới video ở trên YouTube, thì em có làm ở trên này em có làm ở bên dưới này thì anh chị ấn vào đây bất kỳ video nào, ví dụ như video của ngày hôm qua chẳng hạn đấy, thì bắt xem đầu là kiến em thức về gắn, đầu thì tư chứng em khoán. gắn link thì anh chị có thể là vào những cái phần gì đăng ký khóa học coaching bên dưới này, hoặc có thể là liên hệ thì trực tiếp qua Zalo cho em để vào nhóm và đăng ký khóa coaching ở trong cái gì phần mô tả đấy, để giúp cho anh chị thì có một cái kiến thức nền tốt và anh chị có thể tự phân tích được anh chị ha. Cảm ơn anh chị rất là nhiều đã dành thời gian video theo dõi video này. Chúc anh chị buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.